Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 5 đô la cái token BNB. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Và tiếp theo sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập kết quả. Ok, sau đó lần lượt làm các nhiệm vụ. Rồi. Rồi thêm một lần nữa. Ok, nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter live retweet bài đăng. Rồi quay trở lại. Follow vào Medium. Rồi, mọi người bấm vào Medium nhé. Rồi, bấm Follow nhé. Mọi người bấm chọn Follow rồi. Đó. Sau đó quay trở lại. Follow vào Facebook. Facebook đang lỗi nhé, mọi người bỏ qua cái nhiệm vụ này. Rồi, subscribe kênh YouTube. Ok, quay trở lại. Like share cái video của nó. Tiếp tục retweet cái bài đăng trong kênh liên kết. Rồi, like và retweet. Tiếp theo quay trở lại, join vào Telegram. Ok, và chọn submit. Rồi sau đó nhập địa chỉ email. Tiếp theo là nhập profiling của Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập profiling của Medium nhé. Mọi người vào Medium. Rồi, copy luôn cái dòng địa chỉ trên cùng đấy. Rồi, mọi người dán vào. Mọi người xóa cái này đi nhé. Xóa cái tên của nó đi. Rồi ở đây mọi người sẽ nhập username của mình vào. Rồi tiếp theo là sẽ nhập profiling của Facebook nhé. Thì Facebook là lỗi, mọi người có thể bấm skip này. Và nhập profiling của kênh YouTube của mọi người. Rồi. Rồi, sau đó chọn chia sẻ và sao chép. Ok, chọn nhất. Rồi, sau đó là gửi cho nó cái đường link retweet mà mình chia sẻ cái video của nó ấy. Thì mọi người quay trở về Twitter cho mình. Rồi, bấm vào ảnh đại diện này, chọn hồ sơ này, chọn tweet và trả lời này. Rồi tìm đến cái video chia sẻ nhé. Ok. Link này. Sao chép. Rồi dán vào đây. Ok. Chọn nhiệt. Một lần nữa. Rồi sau đó là nhập địa chỉ ví. Rồi tiếp theo chọn complete.
và join vào cái kênh này của nó, kênh support nhé. Ok, chọn complete. Rồi, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.